Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh thể thao Medsport. Thưa quý vị, võ thuật đối kháng dường như chưa bao giờ được cho là sân chơi của phái đẹp. Tuy nhiên, những nữ võ sĩ này sẽ chứng minh điều ngược lại khi họ vừa là những võ sĩ giỏi nhưng cũng giữ gương mặt thiên thần. 5. Cathy Taylor. Cathy Taylor là nữ võ sĩ thống trị tuyệt đối hạng cân lightweight nữ. Vào những năm 90, quyền anh nghiệp dư nữ hầu như không tồn tại ở Israel. Cathy Taylor đã phải giả trai để được bước lên võ đài. Xuyên suốt quá trình thi đấu nghiệp dư, Cathy Taylor đã giành 170 chiến thắng trong tổng 180 trận cùng với 17 huy chương vàng từ các giải nghiệp dư và 1 huy chương vàng Olympic. Điều đáng chú ý đó là Taylor cũng là vận động viên duy nhất của Israel giành huy chương vàng Olympic sau năm 2000. Vào năm 2016, Cathy Taylor quyết định trở thành võ sĩ chuyên nghiệp. Và sau 3 năm thi đấu, cô đã áp đảo hoàn toàn hạng cân lightweight. Chỉ trong 14 trận đấu, Cathy Taylor đã trở thành nhà vô địch IBF, WBO, WBC, WBA và The Ring. 4. Gina Carano. Trước khi Ronda Rousey trở thành biểu tượng cho võ tổng hợp nữ, thì Gina Carano đã là người mở đường cho phái đẹp tại giải MMA Street Fox. Với bảng thành tích 7 thắng 1 thua, sẽ có nhiều người nghĩ rằng Gina Carano chỉ là một võ sĩ nữ lang nhà. Tuy nhiên, các đối thủ của Gina vào lúc đó đều sở hữu bảng thành tích dày hơn và đặc biệt là không có đối thủ nào nhiều thua hơn thắng. Chưa kể đến thất bại duy nhất của Gina là với huyền thoại MMA nữ Gracie Borg. Đặc biệt còn phải kể đến vào thời gian Gina thi đấu, nữ giới vẫn chưa thực sự được công chúng quan tâm. Gina chính là người tiên phong tạo ra cơn sốt cho các trận đấu MMA nữ thế giới. Sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu nhà nghề, Gina Carano đã trở thành người mẫu kiêm diễn viên. Những vai diễn nổi tiếng nhất của cô là Angel Dust trong phim Deadpool, Gilly Hicks trong Fast and Furious 6 và Natasha Volkova trong trò chơi điện tử Command & Conquer Red Alert 3. Michelle Waterson. Nếu nói về nữ võ sĩ xinh đẹp và tài năng, nữ võ sĩ người Mỹ gốc Thái Michelle Waterson là cái tên không thể bỏ qua. Waterson hiện đang là võ sĩ của UFC, nhưng trước khi ký hợp đồng với giải đấu này, cô đã từng vô địch giải Invicta FC. Ngoài ra, Michelle Waterson cũng đã hai lần nhận giải thưởng trận đấu hay nhất sự kiện tại Invicta FC và một lần tại UFC. Bảng thành tích của Waterson hiện đang là 17-7. Hai, Pei Fan Zhang. Trước khi trở thành võ sĩ nhà nghề, Pei Fan Zhang từng là một người mẫu và vũ công vì bị cưỡng bức dưới mái trường cấp 3 bởi các nam sinh. Cô đã tìm đến câu lạc bộ MMA của huyền thoại Ken Shamrock để học cách tự vệ và sau trận đấu nghiệp dư đầu tiên, Fan Zhang đã chọn võ thuật nhà nghề làm sự nghiệp. Sau các trận đấu ở những giải MMA nhỏ và lớn, Pei đã được ký hợp đồng với UFC. Bảng thành tích hiện tại của cô đang là 8-4 và cô đã nhận được giải thưởng trận đấu hay nhất sự kiện và phần thi đấu xuất sắc nhất sự kiện tại UFC. 1. Ekaterina Vandaeva. Sinh ra và lớn lên tại Belarus, Ekaterina Vandaeva đã được các đồng đội của cô đặc biệt danh là Barbie vì mái tóc vàng và ngoại hình xinh đẹp. Tuy nhiên, sắc đẹp không phải là đặc điểm duy nhất của Vandaeva. Cô đã hai lần vô địch giải kickboxing của WKN, ba lần vô địch giải Muay Thái IFMA châu Âu, hai huy chương vàng và một huy chương bạc IFMA thế giới. Bảng thành tích kickboxing và Muay Thái của Ekaterina Vandaeva là 58-81. Cô cũng đã từng chiến thắng cựu vô địch UFC Joanna Jędrzejczyk trên đấu trường kickboxing nhà nghề. Hiện tại, Ekaterina Vandaeva đang thi đấu tại One Championship.